Mình bị rụng tóc hói đầu suốt 12 năm. Mình đã sống trong mặc cảm và tự ti, luôn dùng tóc dẻ hoặc đội mũ hoặc cạo trọc để che đậy. Mình quyết định chăm sóc tóc kỹ hơn và đi cấy tóc tự thân sau 2 năm tìm hiểu, và giờ mình đã thành công. Mình muốn chia sẻ hành trình cấy tóc tự thân cũng như cách chăm sóc tóc của bản thân để truyền cảm hứng cho nhiều người tự tin hơn. Tiếp theo, phần quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tác dụng phụ của minoxidil, của đường bôi và đường uống luôn. Thì cái mục này, cái phần này rất là quan trọng vì mình cũng muốn là chia sẻ cùng với mọi người về cái tác dụng phụ của nó để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ trước khi mà bắt đầu sử dụng minoxidil bôi hoặc là uống để mà điều trị chứng rụng tóc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến với cái tác dụng phụ của đường bôi trước. Và trong cái mục này mình chia ra tác dụng phụ gọi là nhẹ và chúng ta thường sẽ gặp, hầu hết mọi người cũng sẽ gặp, có người không gặp nhưng cũng sẽ có cơ địa rất là nhiều người sẽ gặp những cái tác dụng phụ không mong muốn này. Thì đầu tiên khi chúng ta bôi minoxidil dạng bôi á, thì nó sẽ cảm thấy có vẻ như là kích ứng tại cái vùng mà mình bôi, hoặc là nó sẽ bị ngứa, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi bỏng rát nhẹ một chút xíu. Ngoài ra thì nó có thể có cái tác dụng phụ là phát ban da. Và những cái tác dụng phụ này thì kinh nghiệm của mình bôi á, thì mình không có bị những cái vấn đề này, nhưng mà mình có cảm giác ngứa nhẹ khi mà sử dụng trong cái thời điểm sau khi mà cái tóc tự thân. Còn bình thường mình bôi thì nó rất là bình thường, không có bị một cái tác dụng phụ nào như các tác dụng phụ ở trên mà mình đã kể. Và những cái tác dụng phụ này thường là nguyên nhân chính nó là do minoxidil, hoặc là phản ứng của da với một số chất thường được sử dụng trong cái công thức chế tạo ra cái minoxidil bôi. Và nhiều cái loại thuốc xịt cũng như là cái form, cái bọt minoxidil có chứa các thành phần như là propylene, glycol và rượu, thì những cái thành phần này á, nó sẽ thường được thêm vào để mà giúp cái minoxidil bôi nó hòa tan đúng cách và cải thiện được cái khả năng hấp thu vào da của mình. Nếu như mà da của mình nhạy cảm với những cái thành phần như là propylene, glycol, rượu hoặc là dị ứng luôn cả hai cái chất này á, thì mình có thể cảm nhận thấy được sự kích ứng sau khi bôi minoxidil. Tuy nhiên có những cái cơ địa nó không có bị dị ứng với hai cái thành phần này thì nó rất là bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết. Và những cái tác dụng phụ kể trên nó rất là nhẹ. Hầu hết đối với mọi người thì bất kỳ một cái kích ứng da nào do minoxidil kể trên á, thì mình cảm thấy nó rất là nhẹ, và khoa học cũng nói là rất là nhẹ và chỉ có là tạm thời thôi. Mình dùng một thời gian thì nó cũng sẽ trở lại về bình thường. Ban đầu nó hơi kích ứng nhưng mà sau đó nó quen rồi thì nó rất là bình thường. Và tiếp theo là mình sẽ đi đến những cái tác dụng phụ mà hiếm gặp, ít gặp nhất của việc bôi minoxidil tại chỗ. Ngoài những cái tác dụng phụ phổ biến được liệt kê ở cái phần trên mà lúc nãy mình đã nói, thì các tác dụng phụ của minoxidil ít được biết đến hơn, tức là cái người ta sử dụng mà ít gặp ấy, thì thứ nhất đó là cái việc mà rụng tóc tạm thời khi mà mới bắt đầu sử dụng minoxidil. Thứ hai là vết sưng đỏ ở cái vùng da mà mình sử dụng, nổi mụn tại cái vùng bôi, hoặc là nó làm cho mình sưng nề phù mặt. Cuối cùng là cái tác dụng phụ về nhức đầu, thì mình sử dụng minoxidil không có bị tác dụng phụ nào mà mình đã kể ở trên đây. Nó có một cái vấn đề, một cái tác dụng phụ mà mình sẽ nói sâu hơn, kỹ hơn, đó là tác dụng phụ rụng tóc tạm thời khi bắt đầu sử dụng minoxidil. Tại vì sao? Tại vì có rất là nhiều bạn có ý kiến là khi mình dùng thì nó rụng nhiều hơn, hoặc là khi mà ngưng dùng thì cũng sẽ rụng nhiều hơn so với trước. Thì mình cũng theo cái cách mà mình đã, cái kinh nghiệm mà mình đã sử dụng thuốc và cũng như là mình có tìm hiểu các nguồn tài liệu, thì mình chia sẻ cái quan điểm của mình. Thứ nhất đó là cái rụng tóc tạm thời, thì hầu như là nhiều người cũng sẽ gặp cái vấn đề này, thì mình sẽ cảm thấy tóc nó mỏng, nó rụng ngay cái thời gian mới bắt đầu sử dụng. Thì chúng ta cũng đừng nên hoảng sợ hay lo lắng quá, vì rụng tóc thường xảy ra khi mà chúng ta dùng minoxidil á, là nó sẽ chuyển các cái nang tóc sang cái giai đoạn anagen, còn gọi là giai đoạn tăng trưởng á. Thì đó là một cái trải nghiệm rất là hoàn toàn, rất là bình thường, khi mà các cái phương pháp điều trị rụng tóc nào cũng bắt đầu phải làm thay đổi cái chu kỳ phát triển của cái tóc để mà nhường chỗ cho sự phát triển của những cái nang tóc mới. Chính vì vậy nó sẽ rụng tóc và rụng tạm thời để mà kích những cái nang tóc khác phát triển lên thôi. Và đây là cái triệu chứng nói chung là rất là bình thường. Thì trong hầu hết các cái trường hợp tình trạng rụng tóc mà do cái minoxidil gây ra đó là chỉ có thể kéo dài khoảng tầm 8 tuần thôi, và sau khoảng 4 tháng sử dụng một cách đều đặn thì chúng ta sẽ thấy bắt đầu là có thể tóc nó không rụng nữa và nó mọc lên một cách rõ ràng. Thì nói chung là chúng ta cũng thay vì mà mình cứ phải lo lắng thì tốt nhất mình nên đợi từ 3 đến 4 tháng để mà đánh giá chính xác nhất về sự phát triển của tóc. Thì đây là khoảng cái thời gian mà bình thường là khoảng thời gian cần thiết để mà đánh giá cái hiệu quả từ việc bôi hoặc là uống cái minoxidil.
Thì theo thời gian chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái tình trạng rụng tóc tạm thời do minoxidil sẽ bắt đầu chậm lại và biến mất hẳn luôn, và với những cái sợi tóc mới và nhiều hơn sẽ lấp đầy những cái vùng mà nó đã mỏng nè, hoặc là cái mật độ thấp trên da đầu của mình. Nếu sau 4 tháng, 6 tháng hoặc là thậm chí hơn nữa mà mình vẫn không thấy một cái kết quả gì và tóc thì cứ vẫn tiếp tục rụng thì có thể là nguyên nhân không phải do minoxidil gây ra, thì chúng ta có thể nói chuyện với bác sĩ, có thể kê toa hoặc là mình có thể trao đổi lại để mà có phương án tốt hơn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp theo, đó là cái phần tác dụng phụ ở cái đường uống minoxidil. Thì tác dụng phụ ở đường uống nó không quá là phổ biến ở một cái liều thấp khi mà mình điều trị cái rụng tóc hói đầu bằng đường uống minoxidil. Và cái tác dụng phụ thứ nhất đó là lông mọc quá nhiều. Thì cái tác dụng phụ thường gặp nhất đó là cái chứng mà rậm lông ở cả nam và nữ, thì lông nó mọc quá mức ở những cái nơi khác trên mặt của chúng ta và cơ thể, hoặc là lông tay, lông chân, hoặc là lông ở vùng kín. Thì cái này sẽ thường thấy gặp nhiều nhất, và tăng trưởng quá mức có nhiều cái khả năng xảy ra ở liều cao hơn, mình uống cao hơn thì sẽ càng dễ thấy hơn. Mặc dù tác dụng là phụ này nó không gây khó chịu nhưng mà nó thường có thể được kiểm soát bằng những cái phương pháp khác, như là mình có thể tẩy lông này, hoặc là không phải là cứ là lý do phổ biến để mà mình dừng cái việc mà uống minoxidil. Chứng rậm lông thì có thể là ảnh hưởng đến 10-25% những người dùng liều thấp là dưới 4mg đấy, miligam đấy, và tới 50% những người dùng liều cao hơn trên 5mg sẽ thấy cái tác dụng phụ này. Thì nghiên cứu cho thấy là khoảng 20% phụ nữ và có 6% nam giới mắc chứng rậm lông. Cái tác dụng phụ thứ hai đó là rụng tóc tạm thời, thì lúc nãy mình cũng đã nói ở cái vấn đề mà minoxidil đường bôi rồi, thì tình trạng rụng tóc tạm thời rất là phổ biến khi mà sử dụng minoxidil, kể cả là dùng uống hoặc là bôi tại chỗ đi chăng nữa. Thứ ba là cái tác dụng phụ sưng mắt cái chân và tích nước. Thì cái trường hợp này mình cũng thấy rất là ít người chia sẻ, có nhiều anh em mà mình chia sẻ thì không có bị cái tình trạng này. Thì sưng mắt cái chân theo các nghiên cứu, người ta nghiên cứu thì có thể xảy ra khoảng ở 3% số người sử dụng. Điều này thường ở cái liều cao hơn, chứ còn liều thấp thì cũng khó mà xảy ra. Thì cái tình trạng mà tích nước khi sau khi mà uống minoxidil á cũng có thể mình xuất hiện, tức là nó sẽ xuất hiện quanh dưới cái bọng mắt của mình. Thì tình trạng này nó sẽ nặng hơn vào cái buổi sáng mà mình thức dậy. Thì cái nghiên cứu cho thấy là 1,3% bị sưng mắt cái chân và 0,3% bị sưng quanh mắt. Thì với con số này thì khá là thấp chứ cũng không có cao, cho nên là có người hiếm có người bị gặp, và hầu như là nhiều người không có gặp cái tình trạng tác dụng phụ này. Và tiếp theo cái tác dụng phụ đó là huyết áp thấp, và chúng ta sẽ cảm thấy được lông lông trong người của mình. Thì minoxidil còn được sử dụng để mà kiểm soát cái huyết áp cao, cho nên là thường ở liều từ liều cao đấy là từ 10 cho đến 40mg mỗi ngày á, cao hơn nhiều so với cái liều dùng để điều trị rụng tóc. Thì tuy nhiên ngay cả liều thấp hơn thì nghiên cứu khoa học cũng đôi khi cũng có thể nói là làm giảm cái huyết áp của mình. Thì 2% số người có thể bị hạ huyết áp tư thế khi mà dùng minoxidil ở cái liều rất là thấp, và khoảng 8% có thể bị các triệu chứng chung chung của kiểu giống như là lông lông hoặc là chóng mặt. Thì điều này dẫn đến là chúng ta chóng mặt khi mà đứng dậy nhanh. Nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng là 1,7% những người dùng minoxidil liều thấp bị chóng mặt thôi, cho nên là với 1,7% này thì mình nghĩ là con số khá là thấp, cũng sẽ không có nhiều người quá bị, nhưng mà cũng sẽ đâu đó có những cái cơ địa người ta dùng và nó sẽ bị chóng mặt. Một cái tác dụng phụ tiếp theo đó là nhịp tim nhanh. Sau khi mà mình uống minoxidil thì nhịp tim của chúng ta cũng có thể là nhanh hơn, nhưng thường ở cái liều mà mình uống cao ấy thì mới bị, còn cái liều mà mình uống theo kê toa của bác sĩ, liều lượng thấp đầy đủ hợp lý thì các bạn sẽ mình sẽ không có thấy. Và thông thường á thì khi mà mình uống, nếu mình gặp cái trường hợp mà nhịp tim nhanh thì mình cứ báo với bác sĩ. Cho nên là khi mà mình uống thuốc này và mình có uống thuốc khác thì mình phải thông báo cho bác sĩ điều trị rụng tóc để họ biết. Ví dụ như mình có thể là mình uống thuốc trị hen suyễn nè, thì nó cũng sẽ có tác động đến, nó có thể làm tăng cái nhịp tim của mình. Cho nên không, nghiên cứu khoa học nói là 0,9% những người dùng minoxidil ở cái liều thấp bằng cái đường uống đó thì gặp phải cái tác dụng phụ là nhịp tim nhanh đấy, 0,9% thôi nha, cũng khá là thấp. Tiếp theo đó là tác dụng phụ nhức đầu. Thì đau đầu có thể xảy ra ở khoảng 9% số người gặp phải sau khi mà uống thuốc minoxidil. Và tình trạng này thì các nhà khoa học và bác sĩ cũng nói là nó sẽ giảm dần theo thời gian. Và ngoài ra thì có các cái tác dụng phụ hiếm gặp hơn nữa, đó là bao gồm như là mình thấy ác mộng này, mất ngủ này, viêm màng ngoài tim, nổi mẩn da, buồn nôn, hoặc là mình nôn ọi, hay là mình đau ngực. Đấy, những cái tác dụng phụ này khá là hiếm gặp, nhưng mình cũng nói rồi, sẽ có những người ta nhạy cảm hoặc là vấn đề gì đó về sức khỏe thì người ta sẽ gặp, cơ địa tùy cơ địa, còn có những người thì đa phần người ta sẽ không gặp. Với lại mình uống cái liều mà nó thấp, nó phù hợp hợp lý cho bác sĩ kê thì nó sẽ an toàn hơn và được theo dõi bởi bác sĩ. Ngoài ra mình cũng đã khám cái tình trạng bệnh lý của mình có bệnh lý nền gì hay không để mình bác sĩ
chắc chắn để kê cái thuốc cho mình uống đúng cái liều lượng. Còn nếu như mình có những cái bệnh lý nền mà nó tác động khi mà mình uống cái thuốc minoxidil này thì bác sĩ cũng sẽ cẩn thận hơn khi kê toa. Hoặc là mình không có phải là uống bậy bạ vô tội vạ với một cái liều quá cao á, thì chắc chắn là mình uống liều cao nó sẽ có tác dụng phụ. Còn nếu mà mình uống cái liều thấp phù hợp hợp lý, nó sẽ kiểm soát được. Một cái tác dụng phụ nữa mình cũng thấy khá là phổ biến, đó là người ta sẽ nói đến cái vấn đề là giảm thị lực khi mà mình dùng quá liều. Đối với cái liều bình thường, liều thấp, liều mà bác sĩ kê cho mình uống hoặc mình bôi á, thì nó sẽ không có bị đâu, rất là ít. Tuy nhiên nếu mình dùng cái liều quá cao vượt qua mức cho phép thì chắc chắn là nó sẽ có xảy ra. Và bản thân mình cũng đã trải nghiệm cái thời điểm mà mình uống minoxidil kết hợp với mình bôi nữa, mà mình bôi một ngày hai lần lận, vừa uống và vừa bôi như vậy, thì cái lượng mà minoxidil vô trong người của mình khá là cao, cho nên mình sẽ gặp tác dụng phụ. Thì lúc này mình gặp tác dụng phụ là mắt của mình, thì lực của mình nó sẽ giảm, nó sẽ kém. Chính vì vậy mình khuyên các bạn là khi mà mình điều trị thì mình nên gặp bác sĩ để mà mình uống đúng liều, đúng toa theo sự hướng dẫn, chỉ dẫn của bác sĩ, khám tư vấn kỹ những cái bệnh lý nền, vân vân. Hoặc là khi mà mình dùng minoxidil để mà mình điều trị rụng tóc đó, thì chúng ta cũng có thể là phải thay đổi một cái vài cái lối sống, giống như là việc mình phải cắt giảm rượu, vì rượu nó cũng có thể làm giảm huyết áp. Chính vì vậy mà cái tác dụng phụ ở liều cao đó, nó làm cho mình hạ áp. Ngoài ra thì caffeine cũng bị ảnh hưởng, khi mà mình uống thì nó làm cho nhịp tim của mình nhanh hơn và đánh trống, kiểu như là ngực của mình là đánh trống ấy, cho nên là mình uống thuốc nữa thì nó sẽ càng có cái tác dụng phụ này. Cho nên là nhiều khi là mình kiêng hoặc là mình dùng sử dụng ít thôi thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Ngoài ra thì mọi người sẽ thắc mắc không biết là liệu cái minoxidil nó có tác dụng phụ về những cái vấn đề tình dục hay không, ở cả nam và nữ ấy. Thì mình cũng trong cái video này hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn, do mình đã tìm hiểu kỹ từ nhiều nguồn, các cái tài liệu, các cái báo cáo và nghiên cứu khoa học người ta đăng lên trên mạng mà mình có thể tìm đọc ấy. Thì có rất là nhiều người thắc mắc là liệu không biết nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề tình dục hay không. Thì minoxidil thường sẽ các nhà khoa học người ta nói không có liên quan đến tác dụng phụ tình dục, và ở kể cả nam và nữ thì cũng đều không có tác dụng phụ về tình dục. Sau khi mà nghiên cứu hoặc là xem các cái bản báo cáo khi mà sử dụng minoxidil bôi và uống, tiếp theo là cái minoxidil nó có làm thay đổi cái nồng độ hormone của chúng ta hay không, thì các cái nghiên cứu nói rằng thì không giống như cái finasteridine mà mình uống điều trị rụng tóc, cái minoxidil này khi nó sẽ không có ảnh hưởng đến nội tiết tố của mình. Mặc dù một số nghiên cứu thì thấy nó có tương tác với các thụ thể androgen trong mang tóc của mình, nhưng nó không thực sự làm thay đổi nồng độ hormone của chúng ta khi mà chúng ta uống điều trị, vì vậy mà nó ít có khả năng gây ra tác dụng phụ về tình dục. Cái tiếp theo đó là không biết minoxidil liệu có gây cái vấn đề về cương dương hay không. Thì các cái báo cáo khoa học nói rằng rối loạn cương dương là một cái tác dụng phụ về tình dục được báo cáo, cũng có báo cáo liên quan đến việc sử dụng minoxidil. Tuy nhiên đó chỉ là rất là hiếm gặp và rất là khó để mà xảy ra cái vấn đề là về vấn đề cương dương khi mà sử dụng minoxidil, cho nên là cái vấn đề này không lo, hoàn toàn là không có đâu. Và ngoài ra thì liệu minoxidil có ảnh hưởng đến nồng độ testosterone không, thì các nhà khoa học, các chuyên gia và bác sĩ người ta lý giải rằng là minoxidil không có ảnh hưởng đáng kể nào đến cái mức testosterone của mình khi mà sử dụng đường bôi và đường uống của minoxidil. Vậy thì đối với nam giới thì minoxidil có ảnh hưởng đến tinh trùng hay không? Thì câu hỏi này mình cũng đã tìm hiểu, thì các cái bài khoa học, các cái bài báo hoặc là các cái trang về chia sẻ về cái minoxidil thì nói rằng có rất là ít cái bằng chứng khoa học nào nói rằng là có cái việc liên quan giữa minoxidil và cái số lượng tinh trùng, đặc biệt là cái minoxidil mình bôi tại chỗ, tức là mình dùng cái đường bôi thì nó sẽ không có, hầu như là không có gì mà ảnh hưởng tới cái tinh trùng hết. Còn cái đường uống thì chúng ta, người khoa học người ta vẫn đang nghiên cứu, vẫn đang tìm hiểu, vẫn đang thống kê. Tuy nhiên là hiện tại thì cũng không có báo cáo nào mà liên quan đến cái việc mà minoxidil ảnh hưởng chất lượng và tinh trùng. Nội dung cuối cùng trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó là khi mà mình ngưng sử dụng minoxidil thì điều gì sẽ xảy ra. Thì đây là một cái vấn đề mà gây tranh cãi nhiều trên mạng, trên các diễn đàn. Thì nhiều người cho rằng là khi mà ngừng dùng thuốc minoxidil thì sẽ bị rụng tóc lại, và có khi là rụng nhiều hơn trước khi mình sử dụng nữa. Thì mình xin chia sẻ cái quan điểm của mình cũng như là cái mình đã trải qua sau khi ngừng thuốc, hoặc là mình tìm hiểu các tài liệu trên mạng nữa. Thì cái việc mà mình ngưng dùng thuốc đó, nó sẽ rụng tóc. Và đây là một cái tác dụng điển hình khi mà mình ngưng sử dụng minoxidil. Và
và cái thuật ngữ là rụng tóc khi ngừng minoxidil, thì đây cũng là một cái thuật ngữ mà chỉ cái việc mà sau khi mình dùng thuốc thì nó sẽ rụng nhẹ về lại vị trí ban đầu. Thì cái việc mà mình uống cái minoxidil để mà mình điều trị, mình làm cái việc rụng tóc nó giảm lại, nó ngăn chặn và nó kích thích những cái nang tóc đang tơ, đang teo, đang mảnh đó lên một cách rộng hơn, khỏe hơn, tốt hơn, đen hơn, thì nó chỉ là một cái kìm hãm thôi, chứ nó không đi giải quyết được cái vấn đề mình bị rụng tóc hói đầu theo cái kiểu gen. Ví dụ như mình bị một cái bệnh lý về rụng tóc như bị stress rụng tóc, hoặc là căng thẳng, hoặc là bị rụng tóc tự mãn, thì bây giờ mình điều trị lên đi thì nó có thể là sẽ duy trì, mình giải quyết cái nguyên nhân gốc rễ của nó thì mình sẽ để nó sẽ duy trì, nó không bị rụng lại. Tuy nhiên nếu như mà mình bị gen hói thì mình không có điều trị cái gốc rễ, cái nguyên nhân của nó, mà mình chỉ là một cách là ngăn chặn thôi, thì khi mà mình dùng và khoa học người ta cũng đã nói rồi, thì khi mà mình dùng thuốc thì nó sẽ tốt, nó sẽ ngăn chặn rụng tóc và kích thích tóc, nhưng nếu mình ngưng sử dụng thì nó sẽ nhẹ về vị trí ban đầu. Vì là mình dùng cho nên nó đã kích được lên một cái mức độ nhất định nào đó, tóc của mình kích lên khỏe tốt ở vị trí mức độ nào đó rồi, thì bây giờ không dùng nữa, mình ngưng thì nó sẽ rụng và teo nang dần, nang của mình nó trẻ về lại cái vị trí vốn có ban đầu. Và cái điều này được xem như là cái điều rất là bình thường và hiển nhiên. Tuy nhiên nếu như mà bạn dừng thuốc một cách đột ngột, có khi là nó sẽ tác động tiêu cực hơn, đó chính là có thể nó sẽ rụng nhiều hơn một chút xíu so với ban đầu nữa. Chính vì vậy mà các chuyên gia và bác sĩ chia sẻ rằng không nên là dừng thuốc một cách đột ngột, mà mình chúng ta phải theo cái sự chỉ dẫn của bác sĩ, theo các chuyên gia đưa ra cái phác đồ, giống như là mình sẽ hạ thuốc lần lần, giảm liều, cắt liều ra dần, sau đó mình hãy ngưng hẳn, chứ mình không nên dừng thuốc một cách đột ngột. Ngoài ra thì khi mà mình kết hợp hạ liều, giãn liều, cắt liều để mà mình ngưng hẳn đó, thì mình cũng có những cái biện pháp khác để mà mình chăm sóc tóc. Ví dụ như là mình bổ sung các cái thực phẩm ăn uống, mình ăn uống nó đầy đủ chất vitamin nhóm B tốt cho tóc này, rồi cái lối sống của mình lành mạnh tích cực nữa. Thêm một phần là mình có thể chăm sóc da đầu, chăm sóc tóc bằng những cái sản phẩm dịu nhẹ như là thùng chay thiên nhiên. Rồi mình không nên sử dụng lạm dụng hóa chất đưa lên trên da đầu của mình, như là uống nhuộm tẩy, hoặc là mình dùng những cái công cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt. Đấy, thì nếu như mình có một cái phác đồ tốt, ok, thì mình nghĩ là cái việc mà ngưng sử dụng thuốc nó cũng không có tác động tiêu cực. Nói về minoxidil thì mình sẽ chia sẻ ra cái quan điểm cũng như là cái kinh nghiệm mà mình đã sử dụng. Thì mình thấy là minoxidil bôi á, thì nó sẽ ít tác dụng hơn và nó rất là lâu, còn thời gian rất là lâu để thấy. Và khi mà mình dùng á, thì mình cũng có tham khảo nhiều ý kiến của những cái bạn đã dùng trước. Ví dụ như là những cái bạn bè của mình đã sử dụng thì có chia sẻ rằng sử dụng minoxidil sẽ còn cái thời gian rất là dài, lâu, trên 6 tháng trở đi sẽ mới thấy được tác dụng. Và nó mọc thì nó cũng mọc tơ thôi, yếu thôi, và tùy cơ địa, tùy tình trạng nữa. Có những người bị nặng thì còn thời gian dài hơn, và cái mật độ nó lên cũng rất là thấp, rất là ít. Tuy nhiên thì nếu như mà những người mà bị cái tình trạng rụng và tóc đang tơ mảnh mà đang ở mức độ nhẹ đấy, bình thường ấy, thì nó sẽ kích nhiều hơn. Tuy nhiên nếu như ở những cái vùng da mà mình bị hói nhẵn nhụi thì để mà kích bằng minoxidil dạng bôi thì rất là khó. Ngoài ra thì cái đường uống thì nó sẽ hấp thu nhanh hơn và có tác dụng dùng nhanh và nhiều hơn. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng sẽ phối hợp với minoxidil và finasteride là một loại thuốc để mà điều trị, ngăn chặn, làm giảm rụng tóc, hói đầu và kích thích những cái nang tóc để mà mình có được cái mái tóc dày, chắc, khỏe. Thì cái minoxidil mình nên phối hợp với cái finasteride thì nó sẽ cho ra rất là nhiều cái kết quả tốt hơn và ok hơn. Còn nếu mà sử dụng minoxidil không ấy thì tác dụng khá là ít, không có nhiều. Video của mình sẽ được khép kết thúc tại đây. Thì mình mong là với video này thì cũng sẽ giúp ích được cho các bạn trong cái việc mà tìm hiểu về việc điều trị bằng minoxidil ở những bôi và những uống để mà điều trị rụng tóc, hói đầu ở cả nam và nữ. Cái hành trình chia sẻ về cái tóc tự thân của mình đó, cũng như là những cái kinh nghiệm của mình được biết được, cũng sẽ up lên trên các trang mạng xã hội khác như là Facebook, Instagram, TikTok và Zalo nữa, cho nên là các bạn có thể cập nhật được cụ thể hơn cái tình trạng của mình ở trên các trang mạng xã hội đó. Ngoài ra thì các bạn có thắc mắc gì về hành trình của mình cũng như là những cái thông tin kinh nghiệm mà mình đã trải qua thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo, thì link của các trang mạng xã hội thì mình có thể để trong cái phần mô tả của video này cũng như là trong phần comment cũng có nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.